Thế tôi từ 8 giờ sáng đến tối mình không ngủ là Tuấn Anh ạ. À? Thế tôi từ 8 giờ sáng đến tối cũng không ngủ đâu. Thế à, khi mày đã chán quá chán chơi game nhưng mà mày vẫn bị bắt làm, điển hình là Tuấn Anh vào chết xong ngồi xem chúng nó chơi. Mình sẽ tô như đây nha mọi người. Ok nha mọi người. Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được một nửa nha. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của video nhé. Mọi người hãy theo dõi mình đây. Hay hay.
Nhìn xe tôi như Đây là này nhá mình. mọi người. Ok nha mọi người, mình sẽ tô hết vào đây nha mọi người ơi. Mình sẽ tô hết như này nha mọi người. Ok nha mọi người, mình sẽ tô như thế này nha. Đây nha mọi người đợi mình 40 giây nữa là được nha. Ok nha mọi người, và đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình, hẹn gặp mọi người vào những video sau nha, bye bye. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho một cốc nước nha. Cốc này như mình tô một lần rồi thì phải, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn tô màu theo kiểu khác. Mọi người hãy theo dõi mình nha, mình sẽ hướng dẫn mọi người luôn ngay bây giờ nhé. Ok, giờ mình sẽ bắt đầu tô màu nha mọi người. Mình sẽ tô cái kính này bằng màu nâu nha. Đây nha mọi người. Ơ anh sao anh có quay giờ phone không anh sao? Dạ không, em thấy nó dừng nên em mới bảo anh. Thế em tốt bụng không?
Đây em còn đang ngồi cả ngày đây. Đâu ra tận chưa mới tới trời. Ừ thì ngồi từ trưa đến bây giờ, con đừng ngủ nghỉ tí nào đâu mà. Ngủ gì má, sáng nay tôi dậy sớm mà, tôi ăn sáng rồi tôi còn uống thuốc giảm cân mà. Em nó bắt uống trước 10 giờ ấy, nhưng mà ăn xong phải nửa tiếng xong mới được uống nên là tôi phải dậy sớm. Ok mọi người. Chào mừng. Thôi mình để lại mỗi đạo thực sự nha cho nó dễ ăn lên. Tìm trận gió rất là lẹ. Người đấy cầm dưới đâu? Quay nhanh lên. Út. Chắc còn gì. Ok heo mọi người. Mình sẽ tô hết nha mọi người. Ok. Ok mọi người. Và mình sẽ tô hết như này nha. Mình sẽ tô hết vào đây nha mọi người. Mình sẽ tô hết như này nha mọi người. Ok nha mọi người.
Mình sẽ tô màu như thế này nha mọi người. Và đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong một nửa nha. Mình sẽ hoàn thiện nốt nha mọi người ơi. Mọi người hãy theo dõi mình nhé. Ok nha mọi người. Và mình sẽ chuẩn bị cho mọi người xem bức tranh của mình nha. Ok nha mọi người. Và đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người vào những video sau nha. Bye bye. Hẹn gặp lại. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ cùng mọi người tô màu cho một sinh vật gai góc kỳ lạ nha mọi người. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho sinh vật gai góc kỳ lạ này, nên là mọi người hãy theo dõi mình nha. Mình sẽ bắt đầu luôn nha mọi người. Ok. Đầu tiên thì mình sẽ lấy màu xanh này để tô vào đây đi. Tiếp theo là màu này nha mọi người ơi. Và màu hồng nha. Tiếp theo bên ngoài là màu xanh nước biển nha mọi người. Rồi luôn. Chết nhắt. Ok nha mọi người.
Thì sẽ tối hết nha mọi người. Mình sẽ như này nha. Ok mọi người. Ok mọi người. Ok nha mọi người. Và đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được một nửa nha. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của video nên mọi người hãy theo dõi mình nhé. Ok nha.뜨거운 성황. Ok mọi người. Ok mọi người. Mình sẽ tô nốt như thế này nha. Tiếp nào.
Ok nha mọi người ơi. Ok nha mọi người. Rồi cuối cùng cũng thích nhau, biết ngay mà. Xem đang có cái kết luôn rồi ấy. Nhớ đâu cái kết nó khác thì Thực ra là sao? cả hai đứa yêu nhau rồi chết rồi có cái Ồ, sao biết vậy? Kết phim này đúng là như vậy. Vì cái phim này là người chết hoặc là cùng lắm là đám cưới là kết thúc rồi chứ không phải xa đâu mà. Yêu ơi, thằng này ghen nhìn đáng yêu ấy, kiểu thằng này biết là trước sau gì thằng này nó cũng sẽ chết ấy, nên là muốn tác hợp con này cho thằng khác, nhưng mà nhìn thằng này đi với thằng khác, à nhìn con này đi với thằng khác thì thằng này lại ghen, đáng yêu phết đây. Và đây là ok mọi người xem bức tranh của mình nha. Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô, Biến hình. hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người vào những video sau. Bye bye. Hẹn gặp lại nha.